Nhà vườn Phong Sơn gửi lời chào các bác yêu cây. Miền Bắc cũng đang bước vào đợt không khí lạnh. Mới hôm vừa rồi thì trời cũng mưa mưa. Hiện nay ngớt mưa thì anh em có ra tỉa tót cặp cây xanh năm điền. Đó, cặp này thì em cũng báo giá luôn với các bác là cặp này cả cây cả chậu và bao gồm cả vận chuyển trong bán kính 100 km đối với tỉnh Nam Định là chọn gói là 26 triệu. Đó, bây giờ em quay các góc cạnh để các bác cùng ngắm. Đây là xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền là một loại xanh có giá trị của vùng đất Nam Định. Các cái rễ nó quấn đá và nó bám lấy đá. Đó, xanh Nam Điền thì các bác nhìn cái bông tay này. Bông tay thì hoàn thiện hết rồi. Đó, bông của Nam Điền và cái lá của Nam Điền nó nhỏ, cái răm nó dày nên là nhìn cái bông nó rất là mịn màng. Trời hơi tối nhỉ. Cây này thì nó có bông, các thứ bông thế sẵn rồi. Các bác về chơi thì các bác ví dụ như các bác chăm tốt thì tầm tháng rưỡi 2 tháng thì nó lên cái lá lúc non mới, thì các bác có thể tự lấy kéo các bác tỉa tót được, bởi vì nó có bông rồi thì nó rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Đó, các bác về các bác chơi rồi thi thoảng cắt tỉa nó cũng để thư giãn. Cây này thì có chiều cao tính từ mặt chậu lên thì nó rơi khoảng tầm 2m1 và cái tán nó bay khoảng tầm cũng khoảng tầm 2m1 đó. Đó, và chiếc chậu cao 60, nếu như các bác kê lên chậu và đôn nữa thì các bác ước chừng chiều cao nó khoảng tầm 2m8. Nếu nó có chân đôn thì các bác có thể tùy chỉnh. Khi đưa về tới nhà thì cây sẽ được kê lại ngay ngắn. Còn bởi vì nhà vườn em trồng la số lượng nhiều thì nên có giá rẻ. Và em đánh ở vườn cho lên bầu và đặt lên chậu để kê các bác coi. Xanh thì các bác yên tâm, nó là một trong những loại cây cực kỳ là khỏe sống. Đó, cực kỳ là khỏe sống. Em bó bầu đó, để ở trên bầu không có cho có tí đất vào thôi mà nó vẫn sống khỏe rất bình thường, nên các bác chăm cây thì các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Rồi mai có thời gian. Còn về bông tay thì đã có sẵn bông, các bác chỉ được lấy kéo ra phang bình thường. Đó, rất là đơn giản. Đó, 26 triệu cho một đôi xanh này thì nó cũng giá nó cũng là rất là êm, rất là rẻ rồi. Đó, số điện thoại của em ở trên màn hình. Kéo dài có số điện thoại Zalo. Bác nào coi được tác phẩm này mà các bác ưng thì bác hãy gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình, hoặc các bác kết bạn Zalo. Có rồi, mua rồi hả? Bởi vì kiếm được tác phẩm như thế này và một đôi như thế này thì cũng không phải là dễ kiếm. Đó, các bác cùng ngắm bệ rễ rất là đẹp và được đựng trên cặp chậu Long Phụng. Đó, cặp chậu nói về chậu, cách làm chậu của các nghệ nhân Nam Định nó cũng khá là ổn, bởi vì em cũng đưa cây đi nhiều nơi, cũng mua các chậu ở nhiều tỉnh. Đó, các bác cứ yên tâm. Đó, còn đây là một cây dáng làng, một tác phẩm xanh dáng làng. Cây này cao từ mặt chậu lên khoảng tầm 1,5 m 1,6 m và tán nó rộng khoảng tầm 2 m. Đó, trên chiếc chậu cây này thì nó ngồi trên đá và tán bay ra, đây gọi là dáng làng. Đó, dáng làng. Các bác có thể là mua bộ ba, các bác có sân rộng thì các bác kê bộ ba, một cây dáng làng này ở giữa và hai cây trực hoành vừa nãy ở hai bên. Đó, các bác có thể để ở sân nhà thờ tổ hay sân công ty. Đối với sân rộng thì các bác chơi bộ ba được, còn nếu như các bác có nhà biệt thự thì các bác có thể để chơi một bộ đôi kia thôi, một bộ đôi để hai bên cổng. Đó, em thường em đi kê thì các bác thường để hai bên nhà hoặc là hai trước cửa nhà. Đó, nó đều rất là đẹp. Đó, bởi vì các bác có nhà đẹp rồi thì không thể thiếu được cái cây. Nhà đẹp rồi thì cái cây đẹp nữa thì không gian nhà nó sẽ đẹp hơn. Đó, cái chậu này thì có kích thước chậu của cây dáng làng này thì nó rất dài khoảng 1m6 và ngang nó khoảng 1m2. Đó, chậu này thì em mua trên tận Phú Thọ. Đó, chậu này trên Phú Thọ. Đó, cây này thì em xin phép báo giá luôn, cây này cả cây cả chậu là 24 triệu. Đó, cái chậu này là chậu sập. Đó, chậu sập cả cây cả chậu và bao gồm
vận chuyển trong bán kính 100 km là 24 triệu. Còn nếu như các bác xa hơn thì các bác phụ giúp em thêm một ít tiền vận chuyển. Đó, cây thả nước rất là đẹp rồi. Đó, khi đưa về nhà thì bởi vì vườn em nó để rất là nhiều cây thì em cũng không thể chăm sóc hết được. Khi đưa về tới nhà thì em sẽ vệ sinh làm lại các cái rễ nào mà chưa hợp lý. Đó, các cái tay bông nào hay là chỗ nào mà nó mọc lên chưa hợp lý thì bên em sẽ tỉa tót lại. Tóm lại là về tới nhà thì nó còn một quy trình làm ở nhà nữa thì nó mới hoàn thiện được. Đó, còn là cây em ở đây thì các bác cứ ngắm phù hợp với không gian nhà mình, các bác giao lưu với nhà vườn em. Tiếp theo bên cạnh cây đó là một cây tam sơn. Đó, cây tam sơn này thì là cây xanh năm điền, nhưng mà em đang kê lên một chiếc chậu, nó hơi to so với cây nên nó bị nuốt cây. Đó, cây này thì em báo giá là 23 triệu, nhưng cây này em đang muốn để nuôi lại vì có 3 cây em bán 2 cây rồi. Đó, cây này 23 triệu chưa bao gồm cái chậu, bởi vì chậu này nó rộng hơn cây đấy, nếu có thay thì em thay sang chậu khác. Đó, đằng trước vườn thì em có một cây tam đa, cây này thì giá mềm hơn. Cây này giá là 16 triệu. Đó, nếu như các bác có nhu cầu thay sang chậu mới nữa thì thêm cái chậu mới khoảng vài triệu nữa. Còn không, cái chậu này nó cũng rất là được rồi. Đó, 16 triệu các bác nhé. Các bác không nghe nhầm đâu, cây này là 16 triệu bao gồm vận chuyển trong vòng bán kính 100 km đổ lại. Đó, số điện thoại của em ở trên màn hình, hoặc cũng là số điện thoại Zalo. Đó, bác nào ưng tác phẩm này thì các bác nhanh tay liên lạc với nhà vườn em. Bởi vì những cái cây mà em đăng lên như thế này thì các bác cũng xem rất là nhiều, và các bác cũng gọi điện nhiều. Đó, giá thì em cũng đã báo rồi. Đó, chiều cao kích thước cây này thì cao khoảng tầm 1m6 từ mặt chậu. Không biết là được 1m6 không, nhưng em áng chừng là khoảng 1m3 tới 1m6. Và tán nó dài khoảng tầm, tán này dài khoảng tầm 1m8, và tán ngang nó rơi khoảng tầm 1m3. Vậy cây này thì em đang quay gần, bởi vì người đứng gần ống kính nên là nhìn cái cây nó hơi bị nhỏ. Nhưng thực ra cái cây nó cũng khá là to, chắc nó cũng cao khoảng tầm 1m5 đổ lên, 1m5, 1m6. Đó, các bác cứ yên tâm là như thế. Trên một cái chậu của lạc. Đó, 16 triệu. Đó, cây này thì em cần cắt lại một hai lần nữa thì bông tay nó sẽ mịn hơn. Đó, cây này là giá rất là êm, bởi vì em mua được quả dân. Những cây nào mà em mua được giá rẻ thì em bán rẻ, em làm thương mại có lời là em bán. Đó, đây là mặt sau. Đó, mặt sau này cũng cắt tỉa một chút nữa là đẹp. Cây này thì các bác có thể thả nước thả bèo hoàn toàn yên tâm, bởi vì cây nó rất là già rồi. Đó, bông tay cũng khá là mịn. Đó, bác nào ưng tác phẩm này thì các bác có nhanh tay gọi điện trực tiếp cho số điện thoại em ở trên màn hình, hoặc là các bác kết bạn Zalo. Các bác kết bạn Zalo, các bác nhắn tin. Đó, các bác không ưng cây này thì em còn rất là nhiều cây khác, bởi trong vườn em cũng còn nhiều cây. Những cây nào thì mỗi video thì em sẽ đưa lên một vài cây để các bác coi. Đó, cây này thì giống cái đôi ở đầu video. Đó, nó cùng một cái vườn em làm ra, cùng một cái vườn. Đó, cây này thì em đang để dưới vườn, nếu mà cho lên chậu thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Đó, các bác có thể là mua một cây này cũng được, bởi vì những cái cây mà nó ăn đôi với nhau thì em xếp đôi. Còn không, những cây nào mà nó đẹp riêng, hoặc những cây nào nó thế riêng, hay một mình nó một kiểu thì em lại bán riêng một cây. Đó, bởi vì cây gần như không cây nào giống cây nào. Họ ghép đôi thì mình cũng chỉ được ghép đôi được mà, gọi là 1 9 1 10. Đó. Đó, cây này thì giá cũng khá là ổn này. Đó. Một đôi như thế này cũng có. Đó, một đôi như thế này em ghép đôi vào một đôi dáng như thế này cũng có. Đó, cây này thì trực huyền, còn cây đầu nó trực hoành, tán nó hơi bay ngang, còn cái này là bay xuống, cây tán bay ngang. Đó. Bác nào coi đó, 3 tác phẩm em vừa đưa lên. Đó, một đôi đầu tiên là 26 triệu, còn cây dáng làng là 24 triệu. Đó, cây tam đa, cây tam đa năm điền là 23 triệu chưa chậu, và cây cuối cùng, cây tam đa cuối cùng là 16 triệu. Và còn cái cây em để dưới đất thì em chưa bán. Đó, bác nào coi các bác ưng tác phẩm nào thì các bác nhanh tay gọi điện trực tiếp qua số điện thoại em ở trên màn hình.
Đó, vườn em cũng ở ngay mặt đường quốc lộ thôi. Các bác có về Nam Định, các bác đi biển Hải Thịnh, Hải Lý, Quân Lâm, các bác có thể ghé qua vườn em, bởi vì vườn em nằm trên trục đường đó. Cảm ơn các bác rất là nhiều.